Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách trong các trường học thống nhất, công khai minh bạch, đúng quy trình và tránh tình trạng lạm thu, chia sẻ khó khăn với các bậc phụ huynh trong đại dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa khuyến nghị các cơ sở giáo dục giảm và giãn thu các khoản thu dịch vụ so với năm học 2020-2021. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị trực thuộc, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm công văn số 2448 ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2020-2021. Riêng đối với việc trông giữ xe đạp xe máy của học sinh theo quyết định số 3352 ngày 7 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban dân tỉnh về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mức thu sẽ là 45.000 đồng một tháng đối với xe đạp điện, 90.000 đồng một tháng đối với xe máy điện. Tuy nhiên, để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị các cơ sở giáo dục giữ nguyên mức thu 30.000 đồng một tháng đối với xe đạp điện, 60.000 đồng một tháng đối với xe máy điện như trước, bảo đảm nguyên tắc thu đủ bù chi và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Quý tư hàng năm là cao điểm để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Ngay khi dịch COVID-19 tại Thanh Hóa được kiểm soát, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương khôi phục sản xuất nhằm nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2021. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, dù chịu nhiều tác động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, 9 tháng năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh vẫn đạt hơn 135.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ, đạt 83,6% kế hoạch năm. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do có ca F0 và do địa phương giãn cách xã hội đều đã khôi phục lại sản xuất. Nhiều đơn vị đã chủ động khắc phục những khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, đảm bảo nguồn nhân lực để đẩy mạnh sản xuất, khai thác tối đa công suất nhà máy. Công ty cũng đã phải chuẩn bị các loại nguyên liệu thay thế khác nhau và tiết kiệm tối đa các cái chi phí trong sản xuất để làm thế nào là cái giá thành, mặc dù cái nguyên liệu nó tăng lên đến 80% nhưng mà cái giá thành đầu ra và cái giá bán cho bà con nông dân là tăng thấp nhất. Năm 2021, Thanh Hóa đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 161.000 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu dịch bệnh được kiểm soát, dự báo từ nay đến cuối năm, phần lớn các đơn vị có sản phẩm công nghiệp chủ yếu sẽ hoàn thành kế hoạch. Riêng 3 sản phẩm dự kiến không đạt kế hoạch năm gồm điện sản xuất, bia và thuốc lá. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại. Số người tử vong và phải tiêm phòng điều trị dự phòng do chó dại cắn giảm. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục để khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2017-2021, tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó mèo trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 90%, cao hơn nhiều so với mức bình quân chung 49% của cả nước. Song, tỷ lệ tiêm phòng dại ở các huyện miền núi vẫn còn thấp. Trong giai đoạn này, toàn tỉnh có 13 người tử vong do nguyên nhân từ chó mắc bệnh dại. Trên 45.000 người phải tiêm phòng và điều trị dự phòng do chó cắn. Riêng 9 tháng đầu năm 2021, Thanh Hóa không ghi nhận bệnh dại xảy ra trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục kiểm soát, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại, nhiệm vụ đặt ra với các ngành địa phương là phối hợp tổ chức quản lý đàn chó mèo, thống kê số lượng chó nuôi thực tế trong từng hộ gia đình, cam kết nuôi nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên hộ gia đình, tổ chức tiêm phòng đạt 100% diện tiêm, phân công lực lượng tăng cường giám sát đến tận thôn bản để phát hiện sớm bệnh dại trên động vật, có biện pháp xử lý ngăn chặn và khống chế dịch bệnh kịp thời, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đấu tranh xử lý 151 trường hợp đăng tải bài viết có nội dung xấu độc trên không gian mạng. Đáng chú ý, trong đó có một số trường hợp vì mục đích lợi ích riêng đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải các tin bài, đơn thư tố cáo sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, bôi nhọ danh dự, uy tín của cơ quan chức năng, chính quyền. Các phòng chức năng công an tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính 15 trường hợp, gọi hỏi răn đe 135 trường hợp. Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm. Thường xuyên tương tác,
trao đổi với người dân qua mạng xã hội để kịp thời nắm bắt tình hình, phản ánh của người dân, góp phần xử lý nhanh hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay ngày 29 tháng 9, trong lúc lắp đặt thiết bị điều hòa cho nhà dân ở thôn Nga Linh, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, một người đàn ông đã bị điện giật tử vong và mắc kẹt trên gác xếp căn nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động xe cứu nạn cứu hộ cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu hộ cứu nạn. Do nạn nhân mắc kẹt trên gác xếp căn nhà với lối ra vào rất nhỏ nên đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho người nhà mai táng hậu sự. Thực hiện kế hoạch cắt điện xử lý nguy cơ đe dọa sự cố thay cáp ngầm kém chất lượng lộ 471E9.27, lộ 472E9.9 và đấu nối công trình mới, Điện lực thành phố Thanh Hóa thông báo thời gian mất điện các khu vực như sau. Ngày 3 tháng 10 năm 2021, từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút với các khu vực sau. Toàn bộ khu Đông Phát, cuối đường Lương Đắc Bằng, Nguyễn Hữu Lưu, các khách hàng đoạn giữa đường Lê Thánh Tông. Ngày 3 tháng 10 năm 2021, từ 5 giờ đến 17 giờ 30 phút với các khu vực sau. Ủy ban nhân dân phường Đông Vệ, Quảng Xá, Kiều Đại, Lê Công Khai, Lạc Long Quân, khu tập thể Dược, đường Quang Trung từ khách sạn Hòa Hưng đến ngã tư Voi, Nguyễn Sơn, Lê Thần Tông, Phùng Khắc Khoan, Trịnh Khả, Lê Bá Giác, Trần Quang Huy, Trần Cao Vân, mặt bằng 121, 1413, khu Techco, khu Tân Bình, Tân An, khu Ủy ban nhân dân phường Ngọc Trạo, nhà khách 25B, Nguyễn Văn Trỗi, Tuệ Tĩnh, đường Đinh Công Tráng từ ngã tư Hàn Thuyên đến cuối Lê Hoàn, đoạn cuối đường Đào Duy Từ, Lê Quý Đôn, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị, siêu thị MediaMark, GoStar, Lý Tự Trọng. Vậy Điện lực thành phố Thanh Hóa thông báo để khách hàng sử dụng điện trong khu vực được biết tiện bố trí sản xuất và sinh hoạt. Mọi chi tiết cụ thể đề nghị quý khách hàng liên lạc qua số máy điện thoại 02372 838 999. Bản tin 18h30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Vào 0 giờ ngày hôm nay ngày 29 tháng 9, ngõ 328 và ngõ 330, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly phòng chống dịch COVID-19. Sau hơn một tháng bùng phát dịch, đã có khoảng 600 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại địa bàn này. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sau khi gỡ bỏ cách ly y tế, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 phường Thanh Xuân Trung yêu cầu toàn thể người dân ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi tiếp tục theo dõi sức khỏe bản thân và thành viên trong gia đình. Công an tỉnh Kiên Giang vừa triệu tập 25 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại thành phố Phú Quốc để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người. Theo thông tin điều tra ban đầu, đêm ngày 25 tháng 9 năm 2021, do có mâu thuẫn liên quan đến đất đai từ trước, nên hai nhóm đối tượng đã mang theo hung khí đánh nhau, khiến Lê Quốc Hùng, sinh năm 2003 tử vong và một đối tượng khác bị trọng thương. Ngoài các đối tượng bị triệu tập, lực lượng công an còn xác định có một số đối tượng khác tham gia hỗn chiến, hiện đang bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an huyện Thăng Bình kiểm tra một nhà trọ tại khối phố 8 thị trấn Hà Lam, phát hiện 3 đối tượng cùng quê ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và cho vay nặng lãi. Theo điều tra, từ tháng 1 năm 2021 đến nay, 3 đối tượng đã cho hơn 100 người vay với tổng số tiền 800 triệu đồng, lãi suất từ 1,5 đến 5% một ngày. Khám xét nơi ở, lực lượng công an thu giữ 142 hồ sơ vay tiền, một giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và nhiều hung khí tang vật liên quan. Trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe ô tô do Tạ Đình Long, sinh năm 1994, thường trú ở phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi điều khiển. Trên xe chở 6 cá thể động vật hình dạng động vật linh trưởng đã chết. Lái xe khai nhận số cá thể động vật trên không có nguồn gốc, được Long vận chuyển thuê cho từ xã Ba Vì, huyện Ba Tơ về thành phố Quảng Ngãi. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ hồ sơ tang vật, phương tiện liên quan cho hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ để xử lý theo quy định. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn.
Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.